Chiều qua, đoàn do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường trạm trung chuyển Quang Trung trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 29 Tết, dù nhiều đơn vị đã nghỉ Tết nhưng công nhân tại trạm trung chuyển Quang Trung vẫn đang miệt mài với công việc. 29 âm lịch, đây là thời điểm mà đa phần mọi người đều dành thời gian để có thể là trang hoàng nhà cửa, nghỉ ngơi, vui xuân đầm ấm bên gia đình. Thế nhưng mà đối với lại anh chị em công nhân vệ sinh môi trường, những người làm việc trong một cái môi trường rất đặc thù, rất vất vả và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe thì họ lại không có ngày nghỉ, thậm chí là còn phải làm việc nhiều hơn bình thường. Thế nhưng mà với tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến và hy sinh thì tất cả mọi người đều đang nỗ lực miệt mài ngày đêm để có thể giữ gìn vẻ xanh sạch đẹp cho thành phố trong dịp Tết này. Mấy ngày này thì cái nghề của tụi anh thì rất cực, không có thời gian để lo cho gia đình. Nhưng mà cái nghề nghiệp là dạy rồi thì anh em cũng cố gắng vận chuyển hết cái lượng rác và cũng như là làm sạch sẽ trong cái thành phố để nói chung là bà con với nhân dân thành phố được ăn được cái Tết sạch sẽ và vui vẻ. Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố cho biết, dự kiến Tết Nguyên đán năm nay, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận xử lý từ 18.000 cho đến 20.000 tấn rác thải. 100% anh chị em công nhân sẽ trực làm việc xuyên Tết. Ngay trong đêm giao thừa, rác thải sẽ được thu gom chuyển về các khu xử lý rác và lực lượng công nhân sẽ làm việc đến khoảng 8 giờ sáng mùng 1 Tết mới kết thúc. Ngoài ra trong những ngày Tết thì một số lực lượng nữa, đó là anh em phải quét đường, phải làm sao tổng vệ sinh cho thành phố trong những ngày mùng 1, mùng 2 để cho bà con đón Tết trong những ngày đầu năm mới, đường phố sạch đẹp. Công ty cũng đã có những chế độ lo cho anh em trong những ngày cao điểm Tết, chẳng hạn là tăng ca, tăng bồi dưỡng, hỗ trợ tiền Tết để làm sao cho anh em là vừa đảm bảo được là vật chất và tinh thần phục vụ cho những cái ngày đặc Tết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn đến các anh chị em công nhân vệ sinh môi trường tại trạm trung chuyển Quang Trung đã vất vả để giữ gìn môi trường thành phố luôn sạch đẹp, trong lành. Tôi rất là quan tâm đến vấn đề là thu nhập đời sống của anh em. Rất mừng là các anh chị thực hiện có lương tháng 13, rồi có tiền Tết, trực Tết, rồi tăng ca, rồi chăm sóc bữa ăn nữa. Tuy nhiên tất cả những cái đó cũng đều là chưa đủ. Chúng ta cố gắng làm sao chúng ta chăm lo được nó nhiều hơn, để coi như chúng ta bù đắp, chúng ta đền đáp phần nào cái công lao của các anh các chị giúp cho thành phố chúng ta có được sạch sẽ như thế này. Việc này thì đi trên thành đường sạch đẹp, nhiều khi mọi người nghĩ đơn giản, thậm chí mọi người không nghĩ đến. Nhưng mà nếu như không có chúng ta thì chắc chắn là nó không được như thế. Rác mà chỉ cần ngưng vài ba ngày thôi thì là nó sẽ rối lên. Đây, cho nên là chúng ta không những là giữ cho thành phố này sạch sẽ, đẹp, mà chúng ta cũng đang làm một việc rất quan trọng, đó là giúp cho thành phố đảm bảo được cái an ninh đô thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các chính sách bảo hộ lao động cho công nhân, đảm bảo các chế độ phúc lợi, an sinh, giúp công nhân có cuộc sống ổn định, đồng thời đẩy mạnh việc đổi mới công nghệ xử lý rác, bảo vệ môi trường. Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, đồng chí Phan Văn Mãi chúc các công nhân luôn mạnh khỏe, đón Tết an lành và hạnh phúc, lao động hăng say và sáng tạo hơn để giữ gìn môi trường thành phố ngày càng sạch sẽ, khang trang.